Nếu ông Nguyễn Đức Chung phạm tội thì mức xử phạt có thể sẽ giảm nhẹ bởi những lý do sau đây. Sở dĩ mà Phúc có nhận định như vậy bởi vì theo quy định tại điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, những cái tình tiết giảm nhẹ đó, những cái tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó, thì có quy định rằng nếu như ông Nguyễn Đức Chung này ông có những cái tình tiết như vậy thì tòa án vẫn có thể xem xét và áp dụng khung hình phạt thấp nhất liền kề đối với mỗi tội danh như vậy cho ông. Phúc sẽ dự kiến một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nếu như ông Nguyễn Đức Chung này bị khởi tố, bị truy tố, bị xét xử tại tòa án. Thứ nhất là người phạm tội tự nguyện sửa chữa, khắc phục và bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp nếu như ông Nguyễn Đức Chung có tội thật thì lúc này nếu như ổng có những cái hành động tự nguyện sửa chữa, là khắc phục và bồi thường thiệt hại do cái hành vi của mình gây ra, thì lúc này đây cũng là một trong những cái tình tiết để giảm nhẹ. Tình tiết thứ hai là người phạm tội thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Nếu mà trong trường hợp mà tòa án xem xét là ông Nguyễn Đức Chung có tội thật sự mà ổng có những cái thái độ ăn năn hối cải trong quá trình tố tụng á, thì lúc này đây cũng là một trong những cái tình tiết để mà có thể giảm nhẹ. Đó là tình tiết giảm nhẹ thứ hai nha các bạn. Tình tiết thứ ba là người phạm tội giúp đỡ cơ quan có trách nhiệm điều tra phát hiện tội phạm. Nếu như mà ông Nguyễn Đức Chung này trong quá trình mà tố tụng á, ổng có khai ra, ổng có cung cấp cho những cái cơ quan điều tra người ta biết để mà người ta phát hiện thêm những cái tội phạm khác, những cái người thực hiện tội phạm khác, thì đây cũng xem là một cái tình tiết giảm nhẹ. Và tình tiết tiếp theo, tình tiết này chắc chắn là ông Nguyễn Đức Chung sẽ được xem xét là ổng đã có những cái thành tích đóng góp trong quá trình công tác, học tập, sản xuất. Đó. Thì cái tình tiết này là chắc chắn có rồi, bởi vì ổng đã có một cái bề dày kinh nghiệm trong quá trình mà công tác tại các bộ máy, tại các cơ quan đơn vị trong bộ máy của nhà nước, từ Bộ Công an cho đến Ủy ban Nhân dân. Đó, rất là nhiều cái vị trí khác nhau. Cho nên là rất có thể là ông Nguyễn Đức Chung sẽ được xem xét giảm nhẹ, rất có thể là cái tình tiết này sẽ được áp dụng đối với ông Nguyễn Đức Chung nếu như mà ông phạm tội thật sự. Như vậy, nếu như mà ông Nguyễn Đức Chung có thực hiện tội phạm mà các cơ quan điều tra người ta đã đăng tải lên trên mạng xã hội, người ta đã công khai lên trên mạng xã hội như vậy á, thì ông Nguyễn Đức Chung này có thể áp dụng 4 tình tiết giảm nhẹ sau đây để làm cho cái tội danh của mình nhẹ hơn. Thì tòa án sẽ căn cứ vào những cái tình tiết giảm nhẹ như thế này mà người ta sẽ áp dụng cái khung hình phạt nó thấp hơn so với khung hình phạt mà người ta truy tố, khởi tố và xét xử. Đó. Ví dụ như ông Nguyễn Đức Chung này dự kiến ông bị khởi tố vào khoảng 3 của điều 3. Ví dụ như ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố theo khoảng 3 điều 337 của Bộ luật hình sự năm 2015, thì lúc này ông có những cái tình tiết giảm nhẹ như vậy thì tòa án có thể xem xét và áp dụng khung hình phạt, mức phạt thấp hơn so với cái khoảng 3 đó, là cái khoảng liền kề là khoảng 2. Thì khi áp dụng khoảng 2 thì cái mức xử phạt của nó lại dao động chỉ khoảng từ 5 đến 10 năm thôi, thì lúc này nó sẽ giảm nhẹ xuống nha các bạn. Và đây cũng chỉ là những cái suy đoán tạm thời thôi, chúng ta vẫn phải chờ đợi kết quả từ cơ quan điều tra xem là cái hành vi của ông Nguyễn Đức Chung có thật sự để cấu thành tội phạm này hay không. Nếu có thì người ta sẽ khởi tố và truy tố theo quy định của pháp luật liên quan đến những tội danh tương ứng. Và Phúc sẽ thường xuyên cập nhật những cái vụ liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung để mọi người nắm rõ tình hình và hiểu biết hơn về pháp luật. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy giúp Phúc like, subscribe và chia sẻ. Và đồng thời, nếu có bất kỳ ý kiến gì, hãy comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận.